Hello anh em nha. Thì chào mừng các anh em quay trở lại với TMT Electronic. Thì hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với anh em một cái tool cho các bạn làm văn phòng ha. Thì các bạn hay dùng Word thì cái tool này mục đích là để chuyển đổi cái phông chữ vani sang Unicode. Thì hiện tại như các bạn mà có gặp cái trường hợp này á thì các bạn cũng đã thấy nhiều cái trang web mà nó có hướng dẫn chuyển đổi vani sang Unicode ha. Thì ví dụ như trang web này trên màn hình hiện tại ha. Thì hiện tại thì để mà chuyển trên web này thì giả sử nha, mình copy cái đoạn này. Mình cái này đang là Unicode thì mình chuyển sang vani đây. Đây, giả sử mình đang có một cái chữ vani như thế này ha. Đây. Mình đang có cái chữ vani như thế này và mình muốn chuyển sang Unicode thì ok, thì bình thường mình sẽ copy nha, xong mình bỏ vào trong này, sau đó mình chọn lại cái thằng này là từ vani sang Unicode thì các bạn bấm đổi sang thì nó sẽ chuyển cho mình cái thằng vani này sang Unicode. Các bạn phải copy lại cái thằng này rồi sau đó mình vào trong này mình thay thế lại cái thằng này đó. Đây đó. Nhưng mà hiện tại thì cái tool của mình chia sẻ nó sẽ rút ngắn các cái bước này. Thì các bạn chỉ cần đầu tiên chúng ta chỉ cần copy cái thằng này, sau đó chúng ta chạy cái tool, thì sau đó chúng ta bấm paste lại thì nó sẽ ra luôn cho cái dòng chữ đã chuyển đổi như thế này đó. Thì cái việc mà chúng ta copy bỏ lên web này thì nếu mà làm ít thì nó tiện, nhưng mà nhiều thì chúng ta phải chuyển qua chuyển lại, rồi chưa kể thì khi các bạn bấm vào trong này thì các bạn phải chọn cái này nữa thì nó khá là lâu ha. Rồi bây giờ mình sẽ giới thiệu luôn cho cái tool. Thì mình sẽ để cho các bạn một cái đường dẫn download cái file .zip này, thì khi tải về xong á thì mọi người giải nén ra ha. Đây. Rồi sau khi giải nén thì mình có một cái folder là vani to Unicode. Thì trong này thì có hai cái việc chúng ta cần làm, là đầu tiên là cài đặt cái môi trường và sau đó là chúng ta mới sử dụng cái bước 2 thì chúng ta mới dùng cái tool được ha. Rồi trong cái phần cài đặt môi trường này thì các bạn xem cái phần README này thì nó cũng sẽ có hai bước, một là cài đặt cái Python, hai là chạy cái file init.bat để nó cài đặt cho chúng ta ha. Rồi bây giờ trong này thì nó có hai cái file cài đặt Python 3.11.0. Thì hiện tại thì cái file trên thì nó sẽ dành cho Win 32 và cái file dưới thì sẽ dành cho Win 64. Thì mấy các bạn Win nào thì các bạn chạy tương ứng cái file cài đặt đó ha. Thì đầu tiên mấy mình Win 64 á thì mình sẽ cài, hiện tại mình đã cài rồi, thì mình sẽ gỡ ra ha, gỡ ra cài lại cho các bạn xem luôn. Rồi tức là mình kiểm tra xem mấy mình Win 32 thì các bạn cài cái file 3.11.exe ha. Còn 64 thì sẽ có thêm cái đuôi AMD 64 này đó, thì bạn cài cho đúng. Rồi sau khi cài xong đó, thì mình chạy cái file này nữa là ok. Đây bây giờ mình gỡ rồi ha, mình cài lại ha. Đây rồi khi mà các bạn add vào như thế này á thì mình click luôn tích vào cái thằng này này, xong rồi mình install now luôn đó. Trong quá trình làm mà có vấn đề gì không rõ thì các bạn cứ nhắn tin hỏi mình nha. Rồi xong ha. Rồi cái bước thứ hai mình cần làm là chạy cái file init.bat này ha. Đây thì cái file này các bạn chỉ cần chạy lên là xong thôi đó, nhanh rồi đó, xong rồi, như vậy thì xong rồi đó. Thì các bạn quay lại cái file này là cái file mà chúng ta sử dụng ha. Rồi các cái bước sử dụng bây giờ ha, bây giờ nha mình muốn chuyển đổi cái chữ này đây, mình muốn chuyển đổi cái đoạn chữ này nha, từ đây nó thì hiện tại nó đang là vani, mình muốn chuyển sang Unicode thì các bạn copy nè, chuột phải nè, copy hoặc Ctrl C cũng được. Rồi bây giờ mình sẽ thử paste lại ha. Chúng ta xem này, đây à, mình paste lại này là nó vẫn là cái chữ vani này đó. Rồi bây giờ mình sẽ chạy cái thằng này đó, chạy cái thằng này nó sẽ hiện lên một cái bảng đen, sau đó nó tắt liền thì nó nhanh nên là các bạn không không thấy kịp đâu hả. Đây đó, nó lên như này là coi như xong rồi đó.
Thì sau khi chạy xong thì các bạn quay lại, mình bấm bot vào bot đó thì nó sẽ hiển thị cho chúng ta cái chữ đã được chuyển đổi sang Unicode. Ok, lại một lần nữa nha. Đây đó nha, mình copy cái thằng này, nó đang là Veni này. Đây, mình bắt lại này, đó Ctrl V này, đó Veni này. Rồi bây giờ mình sẽ chạy cái thằng này, chạy cái file này lên, tích đúp vào. Rồi xong ra, các bạn chỉ cần chuột phải bắt hoặc là đó Ctrl V đấy đó, thì cái này này nó đã chuyển, tự chuyển, và tức là cái tool nó sẽ lấy cái giá trị mà chúng ta đã copy trước đó, nó chuyển đổi sang cái Unicode và nó sẽ gán vào trong cái phần copy. Thì việc của chúng ta chỉ là chúng ta bắt ra thì chúng ta dùng được, là có sẵn cái Unicode cho mình luôn. Đây mình thử lại nha, bây giờ mình sẽ ok, mình copy một cái đoạn này đi. Đây 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 là phần mềm chuyển đổi đây hả. Rồi bây giờ mình bắt vào chỗ này để mình lấy cái veni của nó hả. Đây veni này, rồi đây là cái veni của nó nha. Đây ok, cái mình cần chuyển là cái này đó. Bây giờ mình đã copy vào trong bộ nhớ rồi này đó, mình đã copy rồi thì bây giờ mình qua cái phần tool của mình chạy cái đây, chạy cái file này lên. Rồi xong, quay lại cần trên về đó, bạn thấy không? Ok nha. Thì như vậy á, thì cái phần tool này nó sẽ giúp cho chúng ta thao tác các cái bước ngắn gọn lại và rất tiện cho chúng ta nếu như cái file của chúng ta mà có nhiều cái kiểu chữ vani, chúng ta cần chuyển sang Unicode. Rồi đến đây thôi, thì các bạn dùng thì có vấn đề gì thì cứ nhắn tin cho mình hỗ trợ ha. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong các video tiếp theo.